đến Mỹ tuổi 26 khi chào đời 11 cuốn sách, Cô gái Việt tiết lộ tài sản. Nguyễn Thị Yến Phượng không xa lạ với độc giả trẻ Việt Nam. Cô gái tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, lấy bút danh Gary Nguyễn với hy vọng mình luôn là một chiến binh nhỏ bé, mạnh mẽ vượt qua những thách thức của cuộc sống. Cô đến Mỹ 6 tháng trước, mới đây ra mắt cuốn sách thứ 11 trong sự nghiệp viết lách mang tên Gửi Em Của Hôm Qua. Cô gái 26 tuổi cho biết mỗi cuốn sách được xuất bản đều đánh dấu những dấu mốc đặc biệt trong cuộc sống. Là con gái út trong gia đình 4 chị em gái ở Đồng Nai, cha mẹ buôn bán nhỏ, từ nhỏ Yến Phượng đã tự lập, chầy chật mới xuất bản được cuốn sách đầu tiên, cô không nản chí trong hành trình đi theo đam mê. Chạm mốc 26 tuổi, xuất bản 11 cuốn sách, cô bán được trên 250.000 bản từ trước đến nay và có hơn 385.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Viết sách có mang lại cho cô gái nguồn tài sản lớn, nữ tác giả 26 tuổi khiêm tốn, tất cả những gì tôi có bây giờ là sách và sách. 6 tháng trước, Nguyễn Thị Yến Phượng tạm biệt Thành phố Hồ Chí Minh để sang Mỹ sinh sống, làm việc cùng gia đình nhỏ của mình. Vừa duy trì công việc viết lách, vẫn sáng tạo nội dung cho các đối tác ở Việt Nam bằng hình thức làm việc từ xa, cô gái 26 tuổi tiếp tục học thêm những kiến thức mới về thị trường tài chính. Đọc sách phải là sự tự nguyện, chính bản thân tôi cũng bắt đầu bằng những cuốn mình thích trước khi đọc cuốn nào khó hơn, đòi hỏi mình tư duy nhiều hơn. Tôi luôn mong những cuốn sách của mình như tấm gương soi, để bạn đọc tìm thấy chính mình trong đó. Khi họ thích đọc sách rồi, chắc chắn họ sẽ có nhiều hứng thú với những tác phẩm khác, cô gái đến Mỹ tuổi 26 bộc bạch. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!